Barca ký thành công Haaland với một điều kiện. Erling Haaland có thể gia nhập Barcelona hè tới nếu đội bóng của Xavi có vé dự Champions League. Tiền đạo người Na Uy đang được rất nhiều ông lớn khắp châu Âu săn đón, với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng tại môn hai năm qua. Về phần Barca, họ đang tìm một ngôi sao mới để xây dựng thành biểu tượng câu lạc bộ sau sự ra đi của Lionel Messi hồi tháng 8. Xét trên khía cạnh tài chính ở thời điểm hiện tại, Barcelona không thể đọ được với những gã nhà giàu như Mu, Man City hay PSG. Tuy nhiên, nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, Huấn luyện viên Laporta rất ghét Haaland và sẽ làm mọi cách để rước chân sút tài năng này về Nou Điều kiện tiên quyết là Barca cần giành vé dự Champions League mùa tới. Mới đây, đoàn quân Xavi bị đẩy xuống chơi Europa League, lần đầu tiên dừng bước ở vòng bảng C1 sau 21 năm. Được biết, chủ tịch Laporta giữ mối quan hệ khá thân thiết với siêu Camino Đây sẽ là chìa khóa để Barca chiêu mộ thành công Erling Haaland. Tiền đạo 21 tuổi muốn đầu quân cho đội bóng có hướng đi rõ ràng với tầm nhìn dài hạn, chứ không chỉ quan tâm chuyện lương bổng. Hiện Barca đang trong công cuộc tái thiết dưới thời tân huấn luyện viên Xavi. Trong đội hình của họ có nhiều tài năng trẻ hứa hẹn như Pedri, Gavi, Ansu Fati.